Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 8 thực hiện phép tính. Thầy cho cái đề là x phần x cộng cho 3 cộng cho 18 phần x bình phương trừ cho 9 cộng cho x trên x trừ 3. Rồi chúng ta nhận thấy này, đây là có x cộng 3, bên này có x trừ 3. Rồi cái chỗ này nó là một cái hằng đẳng thức, cái hằng đẳng thức của nó là a bình phương, cái hằng đẳng thức nó là a bình phương trừ cho b bình phương, b bình phương chỗ này là con số 9 nên nó trở thành là 3 bình phương á, Và cái hằng đẳng thức này chúng ta sẽ triển khai ra là được là gì? A trừ cho b nhân cho a cộng cho b, đó là cái hằng đẳng thức. Như vậy thì cái này chúng ta sẽ triển khai cái hằng đẳng thức này ra ha. Tại vì cái đây là một cái hằng đẳng thức, một thì chúng ta triển khai ra, hai thì chúng ta sẽ để im, chúng ta nhân cái này. Như vậy cái bên này thì chúng ta sẽ thiếu là cái để cộng mấy cái ba con số này lại thì chúng ta sẽ làm cho nó giống cái mẫu nhau. Giống cái mẫu nhau thì cái phân số này thì chúng ta sẽ nhân cho x trừ 3. Còn bên này chúng ta sẽ nhân cho x cộng 3. Rồi, đây, cái này nè, cái phần này, đây là cái phân số gốc của nó. Cái này chúng ta sẽ nhân cho x trừ 3. Ở trên nhân cho x trừ 3 thì dưới chúng ta cũng nhân cho x trừ 3. Ở trên nhân cái gì? Chúng ta ở dưới chúng ta nhân cái đó. Để cho nó ra cái hằng đẳng thức là như thế này. Rồi, cái này chúng ta giữ nguyên, cả cái cụm ở giữa này chúng ta giữ nguyên. Và bên này thì chúng ta sẽ nhân cho x cộng 3. Ở trên nhân cho x cộng 3 thì ở dưới chúng ta cũng nhân cho x cộng 3. Thì tới đây thì cái này thì ra cái hằng đẳng thức đây, nó giống y chang như đây. Là còn cái này chúng ta sẽ nhân phân phối vào. 3 ta nhân x là bằng là 3. 3 ta nhân 3 là bằng là 9. Nhưng mà đây là có dấu âm này, cho nên nó là âm 9. Còn cái ở giữa chúng ta giữ nguyên. 18 trên là x bình phương trừ 9. Rồi cái này thì chúng ta cũng nhân vậy. Nhân x ta nhân cho x là x bình phương. X ta nhân cho 3 là 3x. Ở này chúng ta nó có hằng đẳng thức là y chang như cái bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ gom cái tử lại. Muốn cộng 3 phân số này thì chúng ta sẽ lấy tử ra cộng tử và giữ nguyên mẫu. Thì đây thì thầy gom lại thôi. Được. 3x ta trừ cho 9 thì ghi xuống đây. Cộng cho 18 thì ghi xuống đây. Cộng cho x bình phương, cộng cho 3x thì ghi xuống đây. Cái mẫu chúng ta ghi lại thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ qua đây thì chúng ta thấy là đây là gì, x bình phương, nó đứng một mình, nó không có đơn giản với ai hết. Còn này là 3x ta cộng với 3x là bằng là 6x. Còn này là trừ 9 với ta cộng với lại 18 thì là bằng là dương 9. Cái mẫu nó là x bình phương ta trừ cho 9. Thì tới đây thì chúng ta sẽ có cái tay ở trên này là một cái hằng đẳng thức là x ta cộng cho 3. X ta cộng cho 3 là tất cả bình phương. Cậu dưới này chúng ta sẽ triển khai cái hằng đẳng thức này ra. X bình phương trừ cho 9, như vậy là nó ra là x trừ 3, x cộng 3. Còn ở trên này mới nãy ngay chỗ này thì chúng ta triển khai theo cái này cũng được. Cái này ta triển khai cho nó giống cái này. Còn không thì xuống đây thì bây giờ chúng ta lại triển khai. Chúng ta để đơn giản, mục đích để đơn giản ở trên. Chúng ta ở trên có là x cộng 3 này, ở dưới chúng ta có x cộng 3 này. Chúng ta đơn giản lên một cái nào. Như vậy ở trên còn lại là một x cộng 3 nào. Thì ở đây là mũ 2, mũ 2 này. Mũ 2 mà ta chia cho cái này là mũ 1. Mũ 1 chúng ta trừ đi. Vậy chúng ta sẽ còn lại là x cộng cho 3. Bây giờ kết quả của cái bài toán này là x cộng cho 3 trên là x trừ cho 3. Như vậy là quay lại cái bài toán của mình thì chúng ta có cái chỗ nào khó không? Chúng ta nhìn nhận cái chỗ này. Cái chỗ này chúng ta phải nhìn nhận cho nó ra cái hằng đẳng thức là A bình phương ta trừ cho B bình phương. Cái này thiếu cái gì chúng ta nhân vào. Còn cái này chúng ta giữ nguyên. Còn cái này chúng ta thiếu cái gì chúng ta phải nhân vào. Thầy đã nhân ở đây. Rồi chúng ta nhớ rằng là cộng hai phân số, ba phân số với nhau thì chúng ta sẽ là cộng tử với tử. Chúng ta giữ nguyên mẫu. Tới bước chỗ này thì chúng ta lại thấy một cái hằng đẳng thức nữa. Hằng đẳng thức nữa thì chúng ta sẽ triển khai ra. Chúng ta đơn giản đi.
ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.